chào các anh chị, các bạn đồng nghiệp thì cùng đồng hành với cả nước trong cái chống đại dịch Covid-19. Thì hiện nay cũng như các bộ ban ngành, các bệnh viện đưa ra các chủ trương, quyết sách rất là quyết liệt, rất tích cực trong chủ động phòng tránh cái đại dịch Covid. Thì những người làm y tế trực tiếp như chúng tôi cũng cố gắng suy nghĩ ra những cái biện pháp nào nhằm hạn chế cái lây lan Covid-19 trong cộng đồng cũng như trong nhân viên y tế. Thì trong các báo cáo mới nhất đăng trên tạp chí Hồi sức của châu Âu, thì Hiệp hội Hồi sức châu Âu thấy các báo cáo từ Trung Quốc, tỷ lệ mà nhiễm khuẩn, nhiễm chéo từ bệnh nhân cho nhân viên y tế tại Vũ Hán của những người chăm sóc thì nó lên tới là gần là 15%, khoảng 14.8%. Chính vì vậy thì để những người làm y tế trực tiếp thì chúng tôi cố gắng tạo ra những biện pháp nào mà hạn chế mức thấp nhất sự lây lan của bệnh nhân và nhân viên y tế. Thì cái sự lây lan từ bệnh nhân qua nhân viên y tế chủ yếu là xảy ra trong quá trình mà những cái thủ thuật tạo ra khí dung, hay là còn gọi là tạo ra giọt bắn. Những giọt bắn đó nó đi từ bệnh nhân đến đường hô hấp, hầu họng của nhân viên y tế, nó gây ra quá trình nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế. Thì các thủ thuật mà tạo ra giọt khí dung hay là giọt bắn thì nhiều nhất là cái thủ thuật đặt nội khí quản, thiết lập đường thở cho bệnh nhân, sau đó là cái hút đàm, chăm sóc răng miệng. Thì cái thủ thuật đặt nội khí quản tạo ra nguy cơ rất là cao. Chính vì vậy chúng tôi đã nghĩ ra một cái buồng đặt nội khí quản nhằm hạn chế tới mức tối đa sự lây nhiễm những giọt bắn từ bệnh nhân qua nhân viên y tế. Thì cái buồng đặt nội khí quản này thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu và cải biên từ các đồng nghiệp khác ở các nước. Thì sau đây khoa hồi sức tích cực của mình Chợ Đẩy xin giới thiệu đến quý vị các anh chị cái buồng đặt nội khí quản cho chúng tôi nghĩ ra. Xin mời các anh chị, quý vị và chị và đồng nghiệp xem. Buồng đặt nội khí quản được thiết kế với khung bằng thép không rỉ, với kích thước thì chiều ngang là 70, chiều dài là 70 và độ cao là 50mm, trọng lượng khoảng 2.5kg, linh hoạt, dễ sử dụng. Khi bệnh nhân có chỉ định đặt nội khí quản thì cũng như thường quy, đầu tiên thì chúng ta phải chuẩn bị bộ dụng cụ chuẩn bị đặt nội khí quản cho bệnh nhân. Sau đó thì ta chuẩn bị cái buồng đặt nội khí quản. Buồng đặt nội khí quản được làm từng cái khung thép không rỉ và cái bao ni lông. Bao ni lông này được chúng tôi sử dụng là cái bao ni lông sẵn có của bệnh viện, dùng để bao phủ các bộ mẫu nội soi trong phòng mổ. Thì dùng cái bao ni lông bao trùm đến lên cái khung thép không rỉ để tạo ra một cái buồng đặt nội khí quản. Như chúng ta thấy, cái thao tác mà dùng túi ni lông để bao phủ bộ khung thép không rỉ cũng đơn giản và dễ thực hiện, nhanh chóng.
song song với việc tạo buồng, đặt nội khí quản thì chúng ta cũng chuẩn bị bệnh nhân và chuẩn bị các dụng cụ đặt nội khí quản, mâm thủ thuật, và đưa toàn bộ dụng cụ và mâm thủ thuật đặt nội khí quản để sát vào bệnh nhân. Người tiến hành thủ thuật đặt nội khí quản cho bệnh nhân thì có thể tạo hai cái lỗ nhỏ trên cái túi ni lông của buồng đặt nội khí quản vừa với cái kích cỡ của hai cánh tay để đưa vào phía trong để thực hiện cái thủ thuật đặt nội khí quản. Người phụ đứng bên cạnh cũng có thể tạo hai cái lỗ nhỏ trên túi ni lông trên buồng đặt nội khí quản để đưa tay vào phụ giúp cho người làm thủ thuật chính đặt nội khí quản. Thì chúng ta thấy là các thao tác của thủ thuật đặt nội khí quản của người đặt nội khí quản và cũng như người phụ thì được thực hiện một cách linh hoạt dễ dàng trên cái buồng đặt nội khí quản này. Chúng tôi ghi nhận ưu điểm của cái buồng đặt nội khí quản này thì nó làm cho người làm thủ thuật chính nó linh hoạt, dễ dàng thao tác các động tác để đặt nội khí quản, và cái người phụ cũng rất là dễ dàng để làm những cái thao tác để giúp cho người đặt nội khí quản chính. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy là cái buồng đặt nội khí quản này làm bằng túi ni lông trong, thành ra rất dễ quan sát, rất dễ quan sát tình trạng của bệnh nhân cũng như rất dễ quan sát khi để làm thủ thuật. Sau khi làm thủ thuật thì túi ni lông được lột bỏ một cách dễ dàng, và cái khung thép khung rỉ chúng ta có thể tái sử dụng bằng cách là vệ sinh bằng các dung dịch khử khuẩn, sát khuẩn trên bề mặt kim loại. Nhược điểm duy nhất chúng tôi thấy là mình tạo cái khung lớn thì dễ dàng đặt nội khí quản, nhưng do cái khung thép khung rỉ to nó hơi cồng kềnh và chiếm diện tích khi chúng ta lưu trữ. Trên đây thì khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Chợ Rẫy vừa giới thiệu buồng đặt nội khí quản cho quý vị và các anh chị đồng nghiệp tham khảo.